Xin chào quý vị và các bạn Đây mình đang test một cái bộ đèn 15 triệu 400 để gửi cho anh khách Anh lắp cho sân khấu ở Bình Dương đây Với cái bộ đèn 15 triệu 400 này sẽ gồm một cái bàn Dico 240 nhá Và 16 con đèn bạc 60 x 9 full Full màu hàng loại một với mình bán Và thêm 40 mét dây tín hiệu nữa Với cái bộ này thì được free ship Và được tặng thêm kèm 16 cái uh, móc treo đèn nữa đây, và khi mua cái bộ đèn này thì mình cài đặt sẵn các cái chế độ vào trong bàn rồi ví dụ À, bấm số 1 phát ánh sáng hội nghị này. Lúc nào thích đổi màu êm ái, hát bolero bấm số 2 này. Lúc nào thích chớp bấm số 3 này. Thích chớp màu bấm số 4 này. Thích đổi màu nhau bấm số 5 này, đấy, nhanh chậm là cái cần switch và cần broad này. Đấy, chậm dần chậm dần rồi nhanh dần nhanh dần đây. Quý anh chị và các bạn thấy không? Nó đơn giản thôi. Bên mình đã cài đặt sẵn các chương trình vào trong bàn rồi, về quý anh chị cần kết nối với nhau là nó chạy. Bấm nó chạy rất là đơn giản tiền lợi bộ này có 15 triệu 400 và được free ship toàn quốc rồi gồm một bàn đi câu 240 này 16 con đèn này 16 con đèn 60 x 9 đấy và sợi dây sợi dây 40 mét nữa đấy anh chị đã có nhu cầu về các dòng đèn sân khấu nắp cho sân khấu chuyên nghiệp có thể lên hệ mình nhá